Lượng. Xin chào chị và các bạn. Rất vui lại được gặp cả nhà trong bài video review về thị trường hôm nay của LSE. Hôm nay thì chúng ta có một vận động thị trường. Với mình thì mình cho rằng là nó cũng không phải là mang tính có xu hướng, mà cũng chả phải là một cái vận động mang tính là ngẫu hứng. Khi mà mình nói như vậy thì chính là chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại về góc độ của thanh khoản. Thật ra là với điều kiện thị trường như hiện tại thì thanh khoản đang thấp dần, thanh khoản yếu trong giai đoạn mà thị trường cận Tết, mình nghĩ là điều mà cũng dễ nhận thấy. Thế thì khi mà thanh khoản không có thì cái vận động của giá nó cũng sẽ trở nên khá là khó dự báo trong giai đoạn ngắn hạn. Đầu tiên là nếu mà chúng ta nhìn về vận động của thị trường phái sinh, anh chị sẽ thấy là phái sinh nó khởi điểm cũng tương đối là thấp, và sau đó thì kết phiên cũng không phải là cao lắm, cũng chỉ có tăng 3 điểm thôi. Nhưng nếu mà nhìn về cái mẫu hình của phái sinh và cơ sở thì nó sẽ khác nhau khá là rõ. Tức là cơ sở thì khởi động giá mức độ cao hơn và sau đó là điều chỉnh giảm lại, nó cũng không nhưng mà với cơ hội đi ngang thì với thị trường phái sinh, nếu mà chúng ta cân nhắc mua những điểm giá dưới thì chúng ta vẫn có cơ sở để chúng ta kiếm lời. Và đó là lý do mà ví dụ như trong room tư vấn ấy, cũng chia sẻ là chúng ta phải đợi giá chỉnh để chúng ta mua lên. Và cái vùng mua thì mình cũng chia sẻ trong một thời gian là vùng của 1050. Okay. Thì nhìn nhận chung về vận động của thị trường thì mình cho rằng là để mà gọi là giá xấu thì nó sẽ không có vận động tiêu cực đâu. Lý do là vì nó đến từ ví dụ như với thị trường thì có nhóm cổ phiếu ngân hàng. Cổ phiếu ngân hàng thì vẫn tốt. Ngày hôm nay thì mặc dù là không tăng không giảm, nhưng mà có những cái cổ phiếu mà vẫn đang kéo thị trường, ví dụ như cổ VCB. Chúng ta có thêm cổ những cái cổ phiếu mà ngay cả khi mà thị trường xấu thì xuất hiện cổ phiếu như BID. BID hiện tại là đang testing rất là vững cái vùng giá 42. Trường hợp ở vượt vùng giá 42 này, chúng ta hoàn toàn thể là một cái vị thể mua, gọi là mua theo cái lệnh bứt phá cái kháng cự. Thì nhìn về góc độ này, chúng ta cũng phải quay lại một tí nhìn về góc độ của thị trường toàn cầu. Ở đây thì mình cũng có về cái nhìn nhận về ví dụ như về chỉ số của SP500 đi. Thì anh chị có thể thấy rõ là góc độ của SP500 thì cái phiên giao dịch gần nhất ấy, vận động giá thì nó đi ở cái góc, ở cái hướng là thứ nhất là thanh khoản vẫn chưa có sự cải thiện, trong khi đó thì đang có dấu hiệu là đang điều chỉnh trở lại. Cái hôm nay thì có nhìn nhận là cái việc điều chỉnh của SP500 hoàn toàn đến từ các cái cổ phiếu lớn, nhưng mà chúng ta lại có xuất hiện của những cổ phiếu công nghệ là cứu lại cái đà tăng của giá. Thì đây là một nhịp tăng của thị trường mình cho rằng là rất ổn định. Đó là ý mà mình có thể chia sẻ được ngay. Ngoài ra thì với cái nhìn nhận về góc độ của đồng đô, góc độ của đồng đô là mình cho rằng đây cũng là một cái điểm nhấn. Khi mà đồng đô nó an toàn, là đồng đô mà nó tìm cái hướng định giá hướng xuống ấy, thì chúng ta sẽ có kỳ vọng là cái tỷ giá trong nước nó sẽ tiếp tục ổn định. Và khi mà tỷ giá trong nước ổn định thì nó là cái cơ sở để chúng ta có thể giao dịch an toàn. Thì với vận động như hiện tại đi thì đồng đô đang tốt. Nói cách khác là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là với việc như thế này thì cái lượng tiền của khối ngoại nó cũng sẽ tiếp tục đổ vào thị trường trong nước. Ngoài ra thì với thị trường Trung Quốc hay là phía đại diện của phía thị trường châu Á nói chung thì vẫn là đang một nhịp tăng, đang bứt cả cái nền đỉnh và đang kỳ vọng testing lại cái vùng của 241, 242. Thì với thị trường như của phía Trung Quốc thì cái vận động của đường MACD như thế này là cái định hướng mình cho rằng là tích cực, và đây sẽ là cái điểm nhấn cho thị trường mang tính là liên thị trường trong giai đoạn sắp đến. Do vậy thì nhận lại với điều kiện của thị trường trong nước thì chúng ta thực ra là chúng ta đang có sự hỗ trợ rất là lớn từ phía dòng tiền chung, bởi vì là nếu không có sự hỗ trợ này thì có thể là các chỉ số sẽ có sự điều chỉnh bởi vì thanh khoản thấp và không có tiền mua lên. Đó là một số nhìn nhận chung trong cái vận động của thị trường. Ngoài ra thì mình cũng đang có một số cập nhật về các cái doanh nghiệp có cái kết quả kinh doanh của quý 4 năm 2022. Thì ở đây chúng ta có được khoảng 3 ngân hàng lớn. Thì nhóm cổ phiếu ngân hàng nói chung ấy, anh chị có thấy là nếu mà chúng ta so lại một năm trở lại đây ấy, thì cái điểm nhấn là ngoài CTG là bị giảm 15.9%, VCB là tăng 6.2%, BID là tăng 9.6%.
Tức là sao? Thực ra là nếu chúng ta gọi là thị trường xấu thì không phải là tất cả đều xấu. Ngay cả gas, cổ phiếu gas trong một năm trở lại đây cũng tăng khoảng 3.7%. Thì nhìn nhận lại thì nếu chúng ta lựa chọn đúng cổ phiếu thì chúng ta vẫn có lãi, mặc dù lãi không nhiều, và cái xác suất mà gọi là bị chọn sai cổ phiếu nó sẽ lớn hơn. Ví dụ như những cái cổ phiếu như HDC bị giảm 61%, DVT, HAH, nói chung là chúng ta đã lựa chọn ở trong giai đoạn một năm trở lại đây thì áp lực điều chỉnh giảm nó vẫn có. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại về cái định hướng của thị trường trong một tháng trở lại đây thì cái sắc xanh này nó phủ sóng rộng, thậm chí như cổ phiếu của HVN đi, cổ phiếu mà đã gọi là gây thất vọng nhiều đúng không? Khi mà thua lỗ trong Covid do đó nó khó bật lên, HVN thì cũng trong một tháng trở lại đây là tăng khoảng từ giá 8 đến giá 14. Thì chúng ta hoàn toàn có những cái cơ sở kỳ vọng là có thể đâu đó là dòng tiền họ chưa quay lại ngay với thị trường, nhưng họ cũng đã có cho mình một số các cái điểm kỳ vọng để chúng ta thể giao dịch. Cụ thể ở đây là ví dụ như VCB đi, VCB một tháng trở lại đây, hay là nhóm cổ phiếu banh tăng khoảng 30%. Thì nếu anh chị có theo dõi cái bài video của mình cũng hay chia sẻ là chúng ta nên tập trung vào nhóm cổ phiếu banh nhiều hơn. Đó là lý do tại sao. Thứ hai nữa là xét về cái vận động của giá trong video ngày hôm nay ấy, thì thật sự là nó chưa có điểm nhấn, bởi vì là thanh khoản yếu, chưa có một cái tiền mua lên, cũng chưa chưa có tiền bán ra, và giá bám rất là vững tại vùng của 1050 ở bên Fibonacci. Thì nói chung là chúng ta chưa có cơ sở chúng ta mở lại giao dịch lớn, nhưng mà nếu để chúng ta có thể kỳ vọng về trong giai đoạn của chung và dài hạn thì mình nghĩ là chúng ta có thể giao dịch cũng vị thế tương tự như vậy, tức là mua lên một cách từ từ bình ổn, và sẽ tìm cách giải ngân tiếp theo ở trong giai đoạn sắp đến. Thứ hai là nhìn về thống chỉ và tâm lý thị trường thì nó cũng đang có một cái sự mình cho rằng là mâu thuẫn giữa cái cơ hội mua và cái dòng tiền mua lên nó cụ thể như thế nào. Ví dụ như chúng ta nhìn về xác suất đầu tư ngắn hạn đi thì anh chị sẽ thấy là hôm nay dòng tiền mua lên nó quay trở lại, cũng đã có sự giải ngân nhất định, nhưng mà sự lan tỏa theo vốn hóa thì không có sự lan tỏa nhiều. Chúng ta có lan tỏa thôi chứ còn gọi là thanh khoản lan tỏa tích cực thì không phải như vậy. Thế thật ra đây cũng là điểm nhấn, ví dụ như mà cái lan tỏa nó về lại mức trung bình khoảng 50% thì do đó sẽ là một cái điểm nhấn cho giá tăng lên. Và thứ ba là chúng ta cũng có tỷ trọng chờ mua và chờ bán theo vốn hóa toàn thị trường, thì ở đây cũng có chờ mua chờ bán theo vốn hóa toàn thị trường thì cũng có cái vùng của 0.4 0.5, tức là hiện tại là không phải là cái vùng quá đẹp để chúng ta mua lên khi chúng ta đang có hiện tượng là gần như đang có hiệu ứng FOMO, khi mà giá chỉ số trong nước tăng đi ngược với thanh khoản, tăng không quá lớn nhưng mà thanh khoản yếu mà giá vẫn giữ được. Thế đây là cái hiện tượng cho thấy là cái dòng tiền ngắn hạn đang đang tham gia, không phải dòng tiền lớn. Nhưng mà nhìn chung thì cũng là cái cơ sở chúng ta có thể cân nhắc giao dịch trong những phiên giao dịch sắp đến. Ngoài ra thì nhìn về cái góc độ của xu hướng nói chung về cái nhóm ngành thì mình vẫn khẳng định là khi mà thị trường đang có sự xuất hiện của trụ ngân hàng, có nhóm trụ ngân hàng ở đây thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở là chúng ta kỳ vọng là thị trường không xấu, bởi vì nhóm ngân hàng là nhóm cổ phiếu mang tính trụ đỡ, và đặc biệt là sự xuất hiện của cổ phiếu VCB, một trong những cổ phiếu mang tính hỗ trợ cái tâm lý rất là vững. Thứ hai là chúng ta còn có thêm cổ của BID, cũng đang giữ tại vùng giá 42 tăng lên. Chúng ta cũng có thêm cổ của VHM nữa. VHM bắt đầu cũng quay trở lại thị trường rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta so ra thì cái cổ phiếu mà mình vẫn thích là cổ của Vinamilk. Ngoài VCB thì chúng ta có thêm cổ Vinamilk là cổ nhóm ngành mang tính là phòng thủ rất an toàn. Ngoài ra thì hôm nay cũng có thông tin liên quan đến các nhóm và liên quan sang dầu khí đốt, hiện tại là nó đang phục hồi một cách rất là nhanh chóng ở trong cái vùng giá cao hơn. Đây một tiếp tục là một cái điểm nhấn cho thị trường dạo sắp đến nhé. Ok, đối với thị trường phái sinh thì phái sinh hôm nay gọi là xu hướng thì không có xu hướng, và khi mà thị trường không có xu hướng ấy thì nó không phải là thị trường dành cho đông đảo số nhà đầu tư đâu, mà mình cho rằng là đây là một thị trường đang tính là khắc nghiệt, nhất là trong giai đoạn hiện tại khi mà cái bờ động giá nó biến động khá là thất thường. Với pivot point thì nó bám khá là sát cái vùng của 1056. Còn với cổ phiếu N30 S1B đi thì nó sẽ duy trì là dao động quanh khoảng vùng 1050 kéo lên của vùng 1065. Thì đây cũng là cái cơ sở để giao dịch cho những phiên giao dịch tiếp theo, tức là chúng ta cũng không có xu hướng. Nhưng mà để chúng ta giao dịch thì vẫn có. Đó là chúng ta chỉ cần canh bám vào cái
cái vùng của 1050, cái lên vùng 1066, 67. Ok nhé, đó là một số ghi nhận ở trong bài video ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp cả nhà trong bài video của ngày mai ạ. Xin chào và tạm biệt.